Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Mr. Giang và đây là video cùng chơi game Pokemon Fire Red. Thì ở video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nâng cấp cái Pokédex và sau đó mình sẽ thám hiểm tiếp những cái hòn đảo. Thì trước đây mình đã đi 3 hòn đảo rồi, nhưng mà thực chất thì nó có tới 7 hòn đảo lận. Cho nên là bây giờ mình sẽ nâng cấp cái Pokédex rồi mình đi tiếp các hòn đảo đó. Đó, để nâng cấp Pokédex thì các bạn phải bắt được ít nhất là 60 loại Pokemon. Đấy, ở đây mình bắt được là mình đã nhìn thấy 135 loại và bắt được 62 loại. Các bạn lưu ý là 60 loại Pokemon chứ không phải là 60 con Pokemon nha. Đấy, sau khi mà bắt được 60 loại á Pokemon thì quay về nói chuyện với tiến sĩ, thì tiến sĩ sẽ bắt đầu nâng cấp cái Pokédex của mình lên. Này, bây giờ ông sẽ bắt đầu ông nâng cấp. Rồi, bây giờ mình sẽ đi đến hòn đảo số 1. Bay đến đây. Con Dragonite của mình nó đang ngủ. Giải đi, giải cho nó. Đó, xong rồi mình sẽ đi xuống bến tàu. Đi đến hòn đảo số 1. Chạy vào đây nói chuyện với ông ở trong này. Ông nhờ mình đi tìm những cái hòn đá. Đó, mình bơi qua đây. Xài cái rebel. Những nhà huấn luyện này thì mình sẽ đánh sâu đi, tại vì mình muốn tiết kiệm thời gian cho các bạn. Mất rebel luôn. Các bạn nên nhớ đây là những cái nhà huấn luyện dọc đường á, là các bạn phải đánh hết nha, không nên chừa ai hết. Còn cái này là do mình muốn tiết kiệm thời gian cho nên là mình sẽ đánh sau. Lên 52 rồi.
Ồ, chưa lên luôn hả? Vô đây để xin cái chiêu waterfall, cái chiêu mà vượt vượt lên ngọn thác á, cái chiêu HM thứ thứ bảy thì phải. Đó, chiêu này là chiêu waterfall vượt thác. Rock mat hả? Rock mat là không phải waterfall rồi, chiêu rock mat là chiêu đập đá. Rock mat chắc cho Dragon Knight học quá. Bỏ thành quay luôn. Hết repair. Xài tiếp. Không học, ông này ông dạy cho mình chiêu phát nổ. Nhưng mà mình không học. Tại vì cái chiêu phát nổ đó khi mình dùng á, thì mình cái Pokemon mà sử dụng chiêu đó cũng chết luôn, cho nên mình không dùng. Xong
không gì hả? Chạy qua bên này có hai đứa team Rocket đang đứng nè. Rap thì thay hả? Thay dùng ra kênh này xử luôn. Sàn lát phải đánh hết hai đứa luôn mới được. Marowak cũng hệ đất luôn. Xuống đây mình sẽ lấy được một viên đá. Nhiều đường quá ta. Qua anh đây thử xem.
có một đường lên hả? À không, vậy là phải đi xuống rồi. Mấy cái này đọc không hiểu, cứ đi xuống tiếp. Đây, vậy là mình đã lấy được viên đá ruby. Rồi không hiểu gì hết luôn. Đem cái viên đá ruby đó về đưa cho cái ông hồi nãy á, ổng nhờ mình đi tìm á, dùng cái Adcap Drop này để biến ra cho nhanh. Bây giờ quay về. Biến về, bay về cho nhanh. Đấy, vào đưa viên ruby cho ổng. Yes. Còn một viên nữa ngoài viên ruby này. Viên đó thì ở đảo số 7. À, bây giờ ông sẽ cho mình một cái vé khác có thể đi được những hòn đảo khác nữa. Ông nhờ mình đến hòn đảo số 7 để tìm thêm một viên đá khác. Ok, vậy thì video này mình đã nâng cấp được Pokédex và đã tìm được viên đá Ruby. Và video này của mình cũng sẽ ngừng lại ở đây. Nếu các bạn thấy video của mình hay, hãy nhấn like, chia sẻ video này cho bạn bè. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để cùng đồng hành với mình trong các video sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.